Vâng, Yêu Masai xin kính chào tất cả quý vị khán giả nha. Thì cuốn video triển lãm Hải Dương hôm nay thì Yêu Masai sẽ chia sẻ các bác là một cái tác phẩm có tên là An Khan Thịnh Vượng, chủ nhân là anh Lê Văn Dương, anh Dương các bác nhé. Đây chủ nhân là anh Lê Văn Dương nhé, số điện thoại. Tác phẩm này thì ở dưới chủ nhân là anh Dương dưới Hà Lam. Một tác phẩm rất là khủng, nói chung là đẹp chi tiết từ cái phần chậu trở lên. Cái phần chậu đắp này thì đắp rất là tinh xảo, các bác đắp nổi nhá, không phải như cái đậu chậu đắp Huế giả Huế kia là ấy, đây là đắp nổi luôn này, hoa văn rất là chi tiết. Thì bây giờ thì quý các bạn cùng Yêu Masai sẽ chiêm ngưỡng toàn bộ cái tác phẩm xanh này nhé. Mình sẽ quay chi tiết xung quanh đã để xem. Hiện tại tác phẩm này thì bông bóng thì xong cũng khoảng tầm 98% rồi. Giờ chỉ đợi là bông râm dày, râm khá là dày rồi nhưng để cho nó cây nó già thôi. Tổng thể cái phần này thì bố cục cây thì gọi là rất đẹp rồi. Ngày xưa cái phần thân bẹ này chủ cây nuôi là cũng cắt giật cả bẹ này các nhé. Đấy. Phần thân bẹ này các bác nuôi cũng cắt giật cả bẹ này. Tác phẩm này thì mình sẽ review chi tiết để cho các bác cùng ngắm nhé. Phần thân bẹ trước này, những cái phần thân bẹ này là cũng khá lu này, nó bắt đầu nổi lu rồi. Vài năm nữa các bác nhé, vài năm nữa tác phẩm này nó sẽ là một cái tác phẩm phải nói là cũng rất là đẳng cấp đấy các bác. Khá to nên là mình chỉ quay từ dưới lên được thôi. Phần bóng mái đây rất là hàng khủng các bác nhé. Mình sẽ lấy cái tác phẩm này làm ảnh đại diện luôn nhá, tác phẩm mái ấm này. Đây nó không có phông. Đấy, thì tiếp theo bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một số cái tác phẩm đặc sắc ở đây đấy nhé. Tiếp theo đây sẽ là một cái tác phẩm của nhà vườn Huy Trần, một tác phẩm xanh cổ. Ở Hải Hậu thì rất nổi tiếng và rất nhiều các tác phẩm xanh phải nói cũng từ đời xa xưa rồi. Đây các bác xem này, cây này nó có cái điểm mà cây này là mình không biết là các bác là trồng hay là quấn hay là đóng kiểu gì hay là nuôi kiểu bắt kiểu gì mà được như này mà nó già như này các nhé. Đây ngày xưa thì là một cành xuống rồi. À cây này hình như mình nghĩ là ngày xưa là một cái cây trực liệt chi các nhé. Đấy. Người ta hạ bẹ đi. Ngày xưa đây có hai tay trực liệt chi này. Đấy, người ta để một tay. Đang ở nhà hay đâu? À nhiều quá. Đấy. Cho đi đi xem Đấy, ngày xưa cây này chắc nó là một cái cây trực liên chi, cắt một tay bên kia đi các bạn. Đấy. Vẫn còn nguyên. Đấy, đây là cái cây trực liên chi mà cắt đi các bác nhé. Đấy. Cắt đi các bác làm lại với cây này rất là khủng. Rất chất lượng các bác nhé. Trước mắt quý các bạn đang là một tác phẩm xanh Nam Điền nhá, một tác phẩm xanh Nam Điền cũng một kỳ đá. Tác phẩm này cũng là một tác phẩm xanh cổ bo đá này, cũng rất là già từ lâu đời rồi. Này quay các bác xem, sẽ xem một số cái tác phẩm hàng to quá nhé, cự đại.
có phải đứng xa mấy mét thì quay mới hết được. Xem các bác xem cái phần bệ thân bò đá này. Cái phần thân nạc. Ngày xưa cái dòng này thì cũng là dòng nguyên bản mà các bác làm một lèo, nhưng mà phải nói là cũng rất là đẹp nhé. Có cắt giật nhưng mà ít. Có phần cái này có phần tử là trải ra nhìn trông rất là dị. Đấy, cả cái phần rễ kéo ra là có một cái phần con tử ở đây này. Rất khủng. Tiếp theo bên đây cũng là một cái tác phẩm xanh trực. Đây là những cái dòng cây cỡ đại các bác nhé. Đây là một những cái dòng cây cỡ đại này, cỡ to đấy. Tác phẩm này tên mờ quá, xem nó không rõ các bạn. Các bạn đặt tên thì ghi khắc dễ dễ để nhìn nó rõ để anh em biết tên tác phẩm. Ai chia ra đi. To, toàn cây cỡ đại thôi. Đấy. Phía bên này thì có thể là nhìn nó sẽ rõ hơn một chút này. Tầm này toàn là những cây cỡ đại để anh em ngắm thôi. Đấy. Bên đây thì nhiều lắm các anh nhé. Bên kia thì toàn những tác phẩm đẳng cấp thôi. Đấy, từ dãy bên này vào trong kia rất nhiều tác phẩm đẹp này. Đấy. Đây là cái tác phẩm xanh, một tác phẩm xanh mình chưa đi treo biển. Mình sẽ đi lướt một vòng nhé. Đấy. Cháu chào chú nhá. Chú đi chú chiến đi với ai đây? Chú đi hội. Cả hội. Đây cùng anh Sơn à. Cào thủ đấy. Chốt được cây nào cho chú? Chứ năm nay toàn cây VIP chú nhỉ. Đấy, cây đây là một tác phẩm xanh quê các bác nhé. À đâu đây, xanh Nam Điền các bác. Xanh Nam Điền núi cổ. Để mà quay được hết những tác phẩm ở đây thì các bác cứ dần dần ngắm nhé. Để mà quay được hết tác phẩm ở đây thì có phải đến hàng trăm cuốn video. Đấy, cũng rất là nhiều anh em tác nghiệp nhé, không phải một mình nhưng mà sai nên là các bác cứ cố gắng mà ở xa mà không xem được thì có thể là xem những cái cuốn video. Đấy. Đây của anh Nguyễn Đức Ân là Phủ Lý Hà Lam, những cái tác phẩm xanh cực kỳ già và chất lượng. Nhìn những tác phẩm tầm trung trung này này, tầm xe lưng này nhìn rất đẹp các bạn, xem cái phần già này. Quay từ từ chậm chậm chút để cho các bác dễ xem. Ở bên đây có tác phẩm trực. Tác phẩm trực này là một cái tác phẩm phải nói là mình rất là thích các bác nhé. Đây cũng là một cái tác phẩm trực mà yêu mà sai rất thích nhé. Trực thôi nhưng mà nó là cái cây mà mình nhìn phát đã yêu luôn rồi. Thân pháp của nó rất là già các bác nhé. Cây trực nhưng mà các bác, cây trực già tận ngọn này. Đó, ở đây nó có cái cành nu này. Đấy. Và đây là một cái tác phẩm trực mà tầm vừa vừa như này mình thấy rất là đặc sắc. Thì phía mặt sau này thì là một cây trực cũng không đơn giản các bác ạ. Quá tuyệt vời đã có một cái sân chơi để cho anh em ngắm cây nhiều nhiều tác phẩm đẹp như thế này.
Ở đây đa số là kê những tác phẩm xanh tầm trung nhé, tầm nó vừa vừa thôi. Vì ở đây các bác cũng đặt ra các dãy sân khác nhau để chú bác ngắm cây nó sẽ dễ hơn. Rất nhiều cây chất lượng. Một tác phẩm xanh bo đá này. Cái dòng xanh bo đá lúc nào nó cũng có là một cái dòng xanh nghệ thuật là rất nhiều anh em thích cái dòng xanh nghệ thuật bo đá này, mình rất là thích. Những cái tác phẩm xanh bo đá mà hàng khủng ngắm nó phê lắm các bác nhé. Sáng sớm rồi nhưng mà rất nhiều anh em ngắm, đa số không phải xanh si mà rất nhiều tác phẩm ruối, nhiều tác phẩm đẹp nữa. Một tác phẩm ruối, một tác phẩm ruối cổ này. Ruối cổ văn sang Hưng Yên. Đẹp như tranh luôn các bác nhé. Tác phẩm ruối Lão Mai Khánh Thọ. Hiện tại làng cây Việt Nam cũng có rất nhiều tác phẩm ruối VIP. Càng đi vào sâu đây thì càng nhiều cái hàng khủng quá nhé. Tác phẩm là Kỳ Mộc An Hưng xanh Nam Đèn, chủ sử anh Đinh Quang Thìn. Những tác phẩm mang đây không chỉ già đẹp mà còn những cái tác phẩm đi kèm với những cái chậu cũng phải nói là rất VIP luôn cả. Yosai sẽ đi sâu vào đây một chút. Và ở đây có một tác phẩm si. Đấy, một tác phẩm si. Dòng này si Đài Loan có nhé. Dòng si Đài Loan thì lúc nào thân Pháp mà cái độ chùn chảy của nó thì phải nói là ghê gớm. Trong này rất nhiều cây đẹp các bác nhé. Nhiều cây đẹp bonsai quốc tế. Đấy, đây là một tác phẩm xanh cổ. Cây già quá bác nhỉ. Cây xanh xong. Cây này già và học được người ta là một là con tử này ký vào này. Đấy. Hai nữa là cái vết này là chưa biết được như thế nào. Đấy, học được người ta ở chỗ đó. Đang tìm hiểu không biết là thế nào nữa. Ngoài trực tiếp nghệ nhân. chủ nhân người ta xử lý nào có cái vết này. Cái đấy cháu nghĩ là hạ ngọn xuống đấy. Chắc đúng không? Hạ ngọn. Cái này khả năng mất đoạn. Hạ ngọn xong là cũng chất của nó nhưng hạ xuống một đoạn. Thì là trước là chắc là cái đoạn đấy dài người ta hạ xuống. Đây, cái da này nó khác nhau. Hạ cái ngọn xuống xong bắt đầu là người ta có cành người ta vắt sang đây này. Chính xác, khả năng thế đấy. Thì nó mới được như này. Nhưng phải nói là kỹ thuật thượng thừa đấy. Kỹ thuật ác đấy. Học được đấy. Để học xem. Phải nói là đẹp. Rồi mình có làm được nữa không? Kỹ thuật phải nói là tốt. Hai bác là ở đâu rồi? Chúng tôi ở Nam Định. Nam Định thì làng nghề rồi bác nhỉ. Cái này cái lưu nhiều quá. Lưu gốc đẹp. Như là cháu là bonsai. Dạ. Cháu là yên bonsai chứ ạ. Đúng rồi. Vâng. Bonsai. Sáng giờ mới quay được cái thứ hai. Tác phẩm này đẹp quá nhỉ. Nói chung là nó tác phẩm này nó mang theo hai cái là vừa đương đại vừa cổ điển kết hợp, nên là nó sẽ có cái nét cuốn riêng, nó không phải cổ hẳn mà nó không phải đương đại. Và đa số cây này nó cũng phải có một cành rơi hoặc là tay bay phiêu thì cây ngắm nó sướng. Đây. Cành phóng ấy. Thành phóng gọi là như cường họa sĩ làm. Đúng rồi, mỗi cây người ta làm sẽ có một cái nét riêng. Rất nhiều nha các bạn nhé. Đây cũng là một tác phẩm xanh cổ, nó chung một cội nguồn này. Của anh Phạm Văn Huế. Rất
xả lắm coi nhé. Đây, bên đây còn rất nhiều cái tác phẩm đẹp nữa để cho các bác chiêm ngưỡng, các bác ấy phải đến trực tiếp nhé. Đây chỉ là một trong số những tác phẩm tầm nhỏ, tầm vừa vừa thôi. Những tác phẩm khủng sẽ ở sân giữa kia. Ở sân đấy thì lúc nào cũng rất là nhiều người chiêm ngưỡng. Đấy, thì là mình sẽ muốn là chia sẻ hết những cái video và những cái tác phẩm được đi triển lãm này đấy, để cho có những kỷ niệm cho các bác cùng ngắm. Nhiều lúc là các bác không quay tới đây ấy, là anh em cũng hơi chạnh lòng, thật sự như vậy. Thì Imosa cảm ơn các bác nhé. Các bác xem thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ đi. Imosa sẽ chia sẻ nhiều video hay hơn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.